Con Phật tử nguyện thì gái. Con Phật tử nguyện thì gái. Pháp danh Nhật Thành. Pháp danh Nhật Thành. Cầu xin Đức Phật A Di Đà. Cầu xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Phật tử nguyện thì gái. Con Phật tử nguyện thì gái. Pháp danh Nhật Thành. Pháp danh Nhật Thành. Cầu xin Đức Phật A Di Đà. Cầu xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi mẹ phát nguyện về Đức Phật A Di Đà như vậy, mặc dù mẹ phát nguyện trong tâm nói chữ không ra lời, nhưng mà sẽ cảm ứng với Phật, Phật sẽ hiểu được, sẽ biết được tâm nguyện của mẹ là mẹ tha thiết cầu được về Tây Phương Cực Lạc, đừng có tham sống rồi chết nhé, cái thân đi sắp hồi rồi, vay của đất nước gió lửa thì sẽ trả lại cho đất nước gió lửa, nhưng mà cái pháp thân huệ mạng của mẹ là cũng mất, tùy theo nghiệp lực của mẹ, nếu mà mẹ phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì ngay hiện giờ trừ mà mẹ thành tâm tha thiết thì có quang minh của Phật A Di Đà sẽ đưa mẹ về Tây Phương Cực Lạc đi, điều đó điều chắc chắn mẹ nhé. Đã là một vị Phật thì không bao giờ nói hai lời, không bao giờ nguyện phục, phải tin như được ấy. Giờ phục trừ là đang làm hộ chiếu cho mẹ về Tây Phương đây. Mẹ có chịu về không là mẹ phải thành tâm niệm câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cho thành tâm, cho tha thiết. Mẹ niệm bằng trong tâm, tai lắng nghe, đào rụ trời duyên cho mẹ. Thấy chưa? Thôi giờ chứ mẹ nằm đừng tắm niệm Phật. Xin nhắc thêm một chút để mẹ giữ vững niềm tin. Mẹ nên nhớ rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài cũng phải niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cũng phải niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương. Ngài Phổ Hiền các vị Bồ Tát khác đều phải niệm câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật tức là vô lượng giác, là giác ngộ, là mẹ chỉ cần niệm câu A Di Đà Phật tức là niệm vô lượng chư Phật rồi. Chưa? Phải gắn thành tâm thành ý mình niệm. Giờ phục trừ mẹ phải phát tâm vui mừng lên là được gặp cái pháp môn niệm Phật thành Phật này, chắc chắn là mẹ sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Giờ trừ mẹ phát nguyện để ở ngay giờ phục trừ bên ao liên trì của quả Tây Phương sẽ có một đóa hoa sen đang chờ mẹ. Ghi tên tuổi là nguyện thì gái, pháp danh Nhật Thành đang chờ mẹ. Điều đó là điều chắc chắn mà Phật đã dạy trong kinh là không sai. Mẹ hết. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc chồng lại. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thế là hãy nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh ngồi chấp băng lại. Bảo chấp xuống chấp băng lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấp tái nhỏ như Nam Mô A Di Đà Phật.
của con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô cổ bốn, cổ bốn rồi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cổ bốn đừng sợ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Oán Kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa chư vị, những ai là oán gia chủ nợ nhiều đời nhiều kiếp, hữu hình và vô hình của Phật tử Nguyễn Thị Gái, tức là Tuyết Pháp Danh Nhật Thành. Kính thưa chư vị, vừa rồi chúng tôi đã nguyện vì chư vị, nguyện vì Phật tử Nguyễn Thị Gái mà thành tâm đảnh lễ Phật, cầu ái sám hối.
nguyện cầu Đức Phật A Di Đà thì từ phóng đại hào quang tiếp độ cho chư vị trong pháp giới của Phật tử Nguyễn Thị Gái, xã Bảo Oan Khiêm, quán thân bình đẳng đối với Phật tử Nguyễn Thị Gái. Đồng thời nương cơ hội nhân duyên thù thắng này, xin chư vị hãy phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm hồng danh A Di Đà Phật. Có như vậy thì chắc chắn chư vị cũng được thiền lời và được thoát khỏi mọi khổ ải. Nguyện mong chư vị nhân giả trong pháp giới của Phật tử Nguyễn Thị Gái hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi giúp cho Phật tử Nguyễn Thị Gái được tinh thần minh mẫn, thân thể không đau nhức, niệm được 10 niệm sau cùng vạn sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Công đức của chư vị sau này chúng tôi sẽ hướng dẫn gia đình làm các việc phóng sanh hướng thiện để hồi hướng cho chư vị thoát khỏi mọi khổ ải. Nguyện mong chư vị hoan hỷ niềm tình tha thứ. Vừa rồi chúng tôi đã niệm Phật sám hối và phóng sanh, bao nhiêu công đức đó xin hồi hướng cho chư vị trong pháp giới của Phật tử Nguyễn Thị Gái được thoát khỏi mọi khổ ải và được siêu sanh lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Những người nào hiểu thuận với cha mẹ
cùng nhường cha mẹ bằng vật chất chưa đủ, mà phải khuyên cha mẹ biết tin nhân quả, biết sống với chánh pháp. Cha mẹ chưa tin nhân quả thì khuyến khích cha mẹ tin theo nhân quả. Cha mẹ chưa hiểu Phật pháp thì khuyến khích cha mẹ sống với hiểu Phật pháp. Cha mẹ theo ác trí tuệ thì khuyến cha mẹ sống với trí tuệ. Con người chúng ta thường phụng dưỡng trên hai mặt, đó là vật chất và tinh thần. Quý vị phụng dưỡng cha mẹ mình bằng vật chất đầy đủ, cơm no, áo ấm, chăn ấm, nền ấm. Phụng dưỡng vật chất làm cha mẹ sống an vui, nhưng để cho người mẹ mình an vui hơn nữa là phụng dưỡng về mặt tinh thần. Tinh thần quan trọng quyết định sự sinh trưởng niềm tình tính và niềm vui hỷ lạc từ ở trong tâm biểu hiện ra bên ngoài. Niềm vui tinh thần nó biểu hiện lên khuôn mặt tươi tỉnh sáng người của mẹ, và tất cả người con người cháu ở đây sẽ thể hiện được điều đó trong những ngày qua và trong những năm trước thầy đã chứng kiến. Thưa quý vị, mẹ khi xuất tiền đã phát tâm lên chùa Thành Vân sống tu tập tụng kinh niệm Phật với vị thầy ở trên ngôi chùa từ năm 2001 đến năm 2000, cuối năm 2006 mẹ mới về con lại. Gần 8 năm trời mẹ sống trong ngôi chùa quê, một ngôi chùa cách làng, một ngôi chùa hẻo lánh đó hồi đi vô trong cơn giả này. Mẹ sống trong căn nhà, trong căn phòng ấm áp tình thương của lời kính tiệc đề. Nhưng những năm đó chúng tôi còn là một chủ đình tù điều, một tù điều ngây thơ đứa biệt gì mà chúng tôi lớn lên cho đến bây giờ. Tình thương đó vẫn ô có trong lòng, mặc dù mẹ không phải là mẹ ruột, không phải là bà ngoài bà nội, những tình cảm gần 8 năm trời về đối xử và sống với vị thầy ở chùa như một bà mẹ hiền lành, như một vị Bồ Tát quản hệ thống. Khi chúng tôi đi học về đòi bằng mẹ để nhận cơm, một quả cơm với một dĩa đó, với một dĩa lịch rất đàng hoàng, rất đúng sức. Nhưng mẹ lại gọi cho những tình thức đó, tình thức đó gọi vào những bát cơm chúng tôi ăn. Chúng tôi ăn cơm không phải là nó, mà thầy ăn cơm chúng tôi ăn cơm cảm nhận tình thương của mẹ dành cho mình. Tôi lỡ lời thầy dẫn lên một phần là nhờ tình thương của mẹ. Ngoài việc nấu cơm nấu nước, mẹ có thể hiện lời ăn tiếng nói một cách rất là nghiêm chỉnh của một người Phật tử. Mẹ sống và đạo đức biểu hiện bằng lời ăn tiếng nói. Mẹ mặc dù dần thầy, nhưng mẹ đã đò lá thầy, lá cho hương, lá cho hương. Tình cảm đó thầy mẹ chỉ có người bắt buộc mới hiểu được tình thương của mình như thế nào. Có khi thầy đã về muộn, có nhiều khi ngộ mục, mẹ lá, mẹ dài bảo
bởi vì mẹ sống nhiều tuổi, mẹ có kinh nghiệm ở trong trường đời, mẹ biết cách đạo đạo của con cái, cho nên chúng tôi xa cha mẹ bằng chùa ở. Có một người mẹ nghĩa tình thương như thế, tôi ấm áp vô cùng, tình thương đó vời vời như tình cảm lắm. Và tôi nghĩ về tình thương của cha mẹ, ngoài việc nuôi thầy lợn lên, thì có một người mẹ mẹ sống thời hoàn chủ. Tình thương của mẹ đều hiện qua lời ăn, khiêm cung, cử chỉ. Và tình thương đó đã uống đúc cho chúng tôi lớn lên trưởng thành thế này hôm nay. Ngoài việc lời ăn, tiếng nói, phụng dưỡng quý thầy, mẹ còn lên chùa tụng kinh cho quý thầy. Mẹ không biết chữ, mẹ đã không lễ mẹ biết chữ. Biết chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà nó gọi gọn là sứ mệnh của cuộc đời. Sứ mệnh ấy khiến trở chúng ta trở về cõi Phật. Mẹ không biết một từ nào khác, một lời ở thế gian, một ngôn từ thị phi ở thế gian, mà mẹ biết sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật rất đơn giản bình thường. Mẹ biết ra là từ nó tâm nó nghĩ ra cái mẹ biết. Biết từ nó tâm nó tuyên tâm Phật. Chính là mẹ là Phật. Khi trong tâm có Phật, thì Phật biểu hiện. Khi trong tâm mà không nghĩ về Phật, nghĩ về tà ma ngoài đạo, thì chắc chắn trong tâm vắng bóng tình thương của Phật và tiêu diệt Bồ Tát. Chỉ cần sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà mẹ xem đó như là cái pháo chở tâm hồn của mẹ qua bên bờ bên kia, bờ của giải thoát, bờ đó bờ của Phật, bờ của Đức Phật A Di Đà đang phóng quang tiếp độ. Có nhiều lần mẹ nói thầy chủ ơi, em hai từ giấy để viết thư thăm thì xem ở bên Mỹ, mẹ không được chữ chủ viện dùng. Chú lại là vậy, mẹ vừa biết mà mẹ vừa khóc. Tình thương lớn lắm, cách xa nửa vòng trái đất. Mà mẹ một lần biết, biết từng chữ, nắm nó từng chữ. Rồi mẹ và chú biết, chú cũng biết từng chữ, chẳng phải rõ ra. Và trong những câu chữ đó rất đơn giản mộc mạc, chân quê, nhưng chữa tròn tình thương của mẹ phòng về đến địa đất trời xa lạ, đó là người con gái của mẹ. Bức thư đó chúng tôi vẫn còn giữ, mặc dù nhau nát, mặc dù mỗi ngọt, nhưng vẫn còn ý lòng dòng chữ của tôi và những lời vắng vọng của mẹ. 70 năm trời sống trong cuộc đời vì con vì cháu, mà mẹ là già cội, tóc người con người cháu đã xanh tươi, tóc mẹ đã điệp bạc, giá của những người con người cháu mình mang giá của mẹ nhắn nhau, đôi chân của mẹ gầy mòn, đôi tay của mẹ yếu dần dần đi. Vì sao là thế? Là vì mẹ đã hy sinh cho người có quả mình, người tạo quả lớn. Thưa mẹ, hôm nay nữa thôi, ngày mẹ ở đất chùa, rồi mẹ trở về nhà bạc ánh, rồi trở về nhà bạc thân cùng con cháu. Hôm nay đây, mẹ đã trở về quê cũ, quê ngày xưa mà mẹ sinh ra ở nơi nhà của mình, rồi mẹ lại được phúc phần tháp mộ ở trong khuôn viên chùa, mẹ lại tiếp tục nghe kinh, lời kinh mẹ nghe ngày xưa, bây giờ mặc dù mẹ không nghe bằng tai, bây giờ mẹ nghe bằng tâm thức.
của quý thầy bị điều dùng tính kinh của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó sẽ là tu cảnh của mẹ, và mẹ vẫn luôn giữ gìn tụng mẹ cầu được Phật A Di Đà phóng quang tiểu độ. Thưa tất cả con cháu ngồi ngoài, để từ giờ phút này con nguyện hướng linh sớm sớm về cảnh giới tịnh độ, một lần nữa thay mặt trường tọa chứng minh chư tăng kim sư đã trở về với ái trường cầu nguyện tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho mẹ ngày mai trở về cõi Phật. Nam mô Phật Đà Sư A Di Đà Phật. Chứng minh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiểu All right.
Oh,
Rồi, đứng, không được qua đây, không được qua đây, đứng.
Rồi, đứng, nè, cơm đã này, cầm đây này. Mẹ tôi phải lên, lên mình lại xuống, mà vừa thế nào. Cầm đứng lên này. Rồi. Lên. Xuống. Không. Lên. Không mày vô. Xuống. Lên. Xuống. Rồi, cầm tôi qua đây. Tình mẹ yêu mến như làn gió
Thank you.
Thẳng lưng lên. Rồi, đứng, đứng. Nè, xin thưa mẹ này, nắng nay rồi mới giang xuống này. Dạ. Giang xuống đây. Đâu cái ni đâu nè, đâu cái ni. Dạ. Đâu đây được không ạ? Dạ. Đây được không ạ? Mới để cho ta nè, đây là đây là bố giang lên nè. Bà bố giang nó tựa đông lại đây nè. Cho hỏi cho đem với chủ luôn đem em. Rồi anh đang cho người tay cho con nhắn nó. Đi ra, đi ra, đi ra. La hù la con cơ ơi trong cho bồng một góc ra. La hù la con cá tình à chỉ má đối ấn à. La hù la con cơ ơi nguội mà thiệt ngồng nguội. La hù la con cá ngay lạnh má thẳng nhớ thương. La hù la con cá thương làm sao cho thiệt á tà. La hù la con cá ơi mà khỏi thống tình. La hù la con cha ơi nhà đào phấn á đi. La hù la con cha ơi đau á đường á thay ra. La hù la con cha cần à nhà đào hiếu á còn. La hù la con cha ơi phục má nghĩa lại đó. La hù la con cha thương á sọc quý trăm á điều. La hù la con cha nay á con mà đau á nữa đó. La hù la con cha ấn á tình mà cổ có dùng. La hù la con cha là hù là con. La hù la con cha ơi nguội mà thiệt ngầm nguội. La hù la con cha thủy á nghỉ mà trượt á sao đó. La hù la con cha không á ngơ mà trời đồi giỏ đó. La hù la con cha mề đau má nặng á mề. La hù la con cha ơi tin cha thiệt nhẫn tin á. La hù la con cha con á chào cha điều về. La hù la con cha đã hết lòng mà chấm á sóc ra. La hù la con cha bình á này vẫn không á thua. La hù la con cha ơi đâu cha thiệt ngờ đâu. La hù la con cha con á bình quả hiểm á nghèo. La hù la con cha gia đình đã chấm á sóc ra. La hù la con cha tầng à tổng cùng hết á lòng. La hù la con cha ơi đây cha thiệt giờ đây. La hù la con cha đà hết má cho mong đó. La hù la con cha sức cá càng mà lực đã kiệt. La hù la con cha có phải chẳng mà ý á trời đó. La hù la con cha rồi mở thôi rồi. La hù la con cha cảnh á nhàng đà xa vơi đó. La hù la con cha lè lối mớ mù cà bỏng đó. La hù la con cha đà về nói mớ làn nó lùng. La hù la con cha ơi đâu cha thiệt còn đâu. La hù la con cha tin nghĩa cha mẹ với con. La hù la con cha bây giờ mà hai á ngàn. La hù la con cha được đi đón đà xa vơi đó. La hù la con cha ơi cha cha thiệt cũng cha. La hù la con cha nghĩa mẹ cha xấu ở dày. La hù la con cha đà núi con mà dày à vô đó. La hù la con cha để nó ngày mà lỡ nó con. La hù la con cha ơi đây cha thiệt giờ đây. La hù la con cha cả con đà mà trường á thành. La hù la con cha mẹ cha còn mà đấu á ngựa. La hù la con cha đi đạp lên mà ứng thấm ấn đó. La hù la con cha ơi cũng mà đức có ấy đó. La hù la con cha thiệt muốn ngàn mà thiệt có kề. La hù la con cha ơi sâu mà nghĩa cáo sâu đó. La hù la con cha thiệt như biển mà như ở trời. La hù la con cha lòng mà thương mà lái á lặng đó. La hù la con cha lái lặng
tạo thiệt mùi á người la hù la phật cha không đem theo mà tất cả cả đó la hù la phật cha để điều bồi chúng mà ba chúng la hù la phật cha la hù la con đó la hù la cha rồi mở thôi rồi la hù la chơi cuộc mà chấp ba lạc đó la hù la cha cuối cùng đã tan hết nhà la hù la cha ơi tình mà khỏi thấm tình la hù la cha hai nhà đà phẳng ma lý đó la hù la cha ơi con cái thiệt cũng con la hù la trái chiến tùy thiệt mái trường đài la hù la cha nguyện là câu mà chữ Phật đó la hù la cha dẫn á đường cho hướng á linh la hù la cha môn mà dạo á Phật đó la hù la cha đã tiếng kính má truyền bả đó la hù la cha ơi nhìn cho một nẻn hương la hù la cha nguyện khắp cả mà mười phương đó la hù la cha bao nhiêu mà tội lỗi đó la hù la cha tội lỗi mấy ngày cần la hù la cái chúng con xin ma xả ma hội đó la hù la cái để thoát mang mà mình u minh á la hù la cái muốn lòng mà cầu á nguyện la hù la cái cho hướng linh mà của mẹ đó la hù la cái ơi xiền mà vướng con xiền la hù la cái vừa khỏi chúng ma trăm ma luôn đó la hù la cái về tới phương má tình á đồ la hù la cha sáng ngang ơi để anh ha con á la hù la cha con hồ mà bơ bùi cho ra trời phụ mà dưới âm phụ la hù la cha dưới âm phụ mà đã ghi tên đó la hù la cha la hù la con đó la hù la trời tình mà khỏi tâm tình la hù la cha tình mà thương con đó la hù la cha khi con mà còn thơ ấu đó la hù la cha mẹ lo ăn rồi lo học la hù la cha tặng tộc mà nuôi con đó la hù la trôi lên mà lớn con lên đó la hù la cha lo đình vợ rồi gả chồng la hù la cha giúp vậy mà công với việc đó la hù la cha để vậy vùng giang thế gian đó la hù la trời chứ mà thiệt này chứ la hù la cha con về cháu mà đã trưởng thành la hù la cha mẹ còn cha mô nữa la hù la cha để đền bù mà công với ơn đó la hù la cha la hù la con đó la hù la trời nào mà mời hôm nào la hù la cha mẹ mẹ rồi con đó la hù la cha bay từ mà cực cả núi đó la hù la còn đâu mà mong với chờ la hù la cha la hù la la hù la trời nằm mà tiệc đêm nằm la hù la cha con niềm vàng mà khóc thầm la hù la cha thương cho cha mẹ già la hù la cha bao năm rồi vẫn cơ mà đó la hù la cha gần gồng mà nuôi con đó la hù la trời chứ rồi thiệt này chứ la hù la cha con cháu mà lớn không đó la hù la cha mẹ đã mà cuộc ca tổng đó la hù la cha còn đâu mà mong với chờ la hù la cha là hù là con đó la hù la trời chứ rồi thiệt này chứ la hù la cha cấp tặng mà đã xong rồi la hù la trời thưa mà được chín thưa đó la hù la cha
ta phong cách người trong trường là hù là cho cơ quan người đoàn là hù là cho đào tàng mà quân hồi là hù là cho lại cùng mà đổi biến là hù là cho thiệt đồng tình mà tán thọ tán là hù là là hù là cho con lên non mà gần đã đó là hù là cho về xây lăng cho thờ phụng thờ là hù là cho xây lăng mà thờ mẹ đó là hù là cho để cho cha cho nơi chín suối đó là hù là cho nơi chín suối cho được yên lòng là hù là cho là hù là mẹ, tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Bởi vì tình yêu nào thì cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Cha ơi, hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Thi sĩ Bảng Bá Lân viết những lời chân chất ấy cũng chỉ mới nói lên được một phần nào tình yêu bao la của người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Cùng cái ý ấy, Hải Huyền Chi giải bày sâu xa hơn cái tâm tình của người con khi hiểu được lòng mẹ. Biển sâu lòng mẹ sâu hơn, cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên, cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ báo đền công ơn. Lòng người
nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ.